cựu thủ tướng Ukraine cảnh báo đất nước đang đi vào ngõ cụt. Nga cảnh báo món quà năm mới đẫm máu của Mỹ dành cho Ukraine. Nga thông báo doanh thu dầu khi đạt 100 tỷ đô la Mỹ, ngang mức trước xung đột. Tàu thăm dò không gian của Nhật Bản tiến vào quỹ đạo mặt trăng, sẵn sàng hạ cánh. Xin kính chào quý vị khán giả, Minh Huyền rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm và chưa có dấu hiệu dừng lại, cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã nói rằng Ukraine đang đi vào ngõ cụt và đối mặt với thất bại, đồng thời yêu cầu Tổng thống Zelensky cần đưa ra cho đất nước một kế hoạch khác để giành chiến thắng trong cuộc chiến vì kế hoạch hiện tại không hiệu quả. Cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko phát biểu trong một video đăng trên mạng xã hội rằng: "Vâng, hôm nay tất cả chúng ta đều vì chiến thắng, vì Ukraine, vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng với những gì đang diễn ra ngày hôm nay, Ukraine sẽ rất khó có thể tiến hành các cuộc chiến kéo dài." Bà nói, vì vậy tôi yêu cầu Tổng thống hãy đưa ra cho đất nước một kế hoạch B để chúng ta giành chiến thắng. Cựu thủ tướng Tymoshenko không cho biết tầm nhìn của bà về một chính sách thay thế sẽ như thế nào. Bà mô tả tình hình hiện tại là khó khăn và khá bi thảm do viện trợ quân sự từ phương Tây giảm, chỉ ở mức vừa đủ để không bị thua cuộc. Tymoshenko trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ukraine vào năm 2005, sau cái gọi là cách mạng cam, và lại lãnh đạo chính phủ vào năm 2007 đến 2010. Bà đã bị cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bỏ tù một cách gây tranh cãi. Ông Yanukovych bị lật đổ trong cuộc đảo chính Maidan năm 2014. Được mệnh danh là Công chúa Khí đốt, bà hiện đứng đầu đảng Tổ quốc đối lập Batkivchina, đảng có 24 ghế trong Verkhovna Rada. Cựu Thủ tướng cũng đề cập đến đề xuất của Zelensky về việc huy động thêm tới 500.000 quân, tức là mở rộng huy động tới những người rất trẻ, người già cũng như những người khuyết tật. Bà Tymoshenko nói, điều đó không giải quyết được vấn đề, nó không hiệu quả và vi hiến. Nữ cựu thủ tướng lưu ý rằng đảng của bà sẽ bỏ phiếu chống lại việc này. Bà nói, thay vì mở rộng quân dịch sang những người 25 tuổi, Kiev nên cử cảnh sát ra mặt trận. Bà lập luận, việc giữ lại hàng trăm nghìn người trong lực lượng an ninh biết đánh mà không đánh là một quan điểm sai lầm. Theo nền tảng hòa bình của Zelensky được nêu rõ vào tháng 11 năm ngoái, mục tiêu của Ukraine là đòi lại đường biên giới năm 1991 và buộc Nga đầu hàng vô điều kiện, đồng thời gia nhập EU và NATO. Một số cố vấn của ông cũng suy đoán rằng Nga sẽ cần phải bị chia cắt. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ nền tảng của Zelensky là vô nghĩa, đồng thời lưu ý rằng để các cuộc đàm phán với Ukraine bắt đầu, Kiev cần phải công nhận Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson và tất nhiên Crimea là lãnh thổ của Nga. Vào tháng 3 năm 2014, khi Crimea bỏ phiếu áp đảo để gia nhập lại Nga để đáp lại cuộc đảo chính Maidan do Mỹ hậu thuẫn, bà Tymoshenko đã bị ghi hình trong một đoạn băng kêu gọi người Ukraine cầm súng lên để chiến đấu với người Nga. Bà tranh cử Tổng thống vào năm 2019, chống lại Tổng thống Piotr Poroshenko lúc đó, nhưng đứng thứ ba sau Zelensky, một diễn viên không có kinh nghiệm chính trị, tham gia cuộc đua với lời hứa hẹn hòa bình. Trong khi đó, tạp chí Politico dẫn lời một số quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng, với tình trạng viện trợ của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine đang gặp khó khăn, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức châu Âu đang âm thầm chuyển trọng tâm từ ủng hộ mục tiêu chiến thắng hoàn toàn của Ukraine trước Nga sang cải thiện vị thế của Ukraine trong một cuộc đàm phán cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột. Một cuộc đàm phán như thế có thể đồng nghĩa phải nhường một phần lãnh thổ Ukraine cho Nga. Politico dẫn lời một quan chức chính quyền Tổng thống Biden và một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lâu nay công khai khẳng định không có thay đổi chính thức nào trong chính sách, nhấn mạnh họ vẫn ủng hộ mục tiêu của Kiev là buộc lực lượng Nga rút hoàn toàn khỏi Ukraine. Nhưng cùng với chính người Ukraine, một số quan chức Mỹ và châu Âu hiện đang thảo luận về việc tái triển khai lực lượng của Kiev khỏi cuộc phản công gần như thất bại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để có một vị trí phòng thủ mạnh mẽ hơn chống lại lực lượng Nga ở miền Đông. Nỗ lực mới cũng liên quan đến việc củng cố các hệ thống phòng không và lập công sự, hàng rào thép gai, chướng ngại vật chống tăng và các mương dọc biên giới phía bắc Ukraine với Belarus. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Biden đang tập trung vào việc phục hồi nhanh chóng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine để cung cấp loại vũ khí thiết yếu mà Quốc hội Mỹ chưa sẵn sàng phê duyệt. Trong đó, vị quan chức chính quyền Tổng thống Biden nói với tờ Politico rằng phần lớn sự chuyển đổi chiến lược sang phòng thủ nhằm củng cố vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Vị quan chức Mỹ cho hay, đó là ý kiến của chúng tôi. Cách duy nhất để cuộc chiến này kết thúc cuối cùng là thông qua đàm phán. Chúng tôi muốn Ukraine có được vị thế mạnh nhất có thể khi điều đó xảy ra. Theo Politico, ông Biden muốn có lệnh ngừng bắn ở cả Ukraine và Trung Đông.
vì việc ông tán thành cuộc tấn công của Israel ở Gaza đang khiến ông phải trả giá bằng sự ủng hộ của các đảng viên Đảng Dân Chủ Tiến Bộ và ông muốn tránh những tin tức xấu trong năm bầu cử. Politico lưu ý rằng ông Biden dường như không thể giành lợi thế trước Nga sau gần 2 năm tuyên bố ủng hộ hoàn toàn mục tiêu giành chiến thắng hoàn toàn của Tổng thống Zelensky. Ngày 28 tháng 12, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov đã chỉ trích Washington về gói viện trợ quân sự gần đây cho Ukraine. Theo đó, trong bài viết đăng trên mạng xã hội, ông Anatoly Antonov mô tả gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ là món quà năm mới đẫm máu dành cho Kiev. Ông Antonov cáo buộc Mỹ đang đẩy Ukraine xuống vực thẳm, khiến hàng nghìn dân thường Ukraine thiệt mạng. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, bất kỳ vũ khí nào do các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine sẽ bị đốt cháy và phá hủy và không làm thay đổi tình hình trên thực địa. Đại sứ Antonov cũng nhấn mạnh rằng, thành công gần đây của Nga là việc giành quyền kiểm soát thành phố Mariinka ở Donetsk, một thành trì chiến lược của Ukraine. Ông Antonov cho biết, Mỹ có xu hướng phớt lờ những diễn biến như vậy, thay vào đó tập trung vào việc nêu bật những chiến thắng của Ukraine. Trước đó, hôm 27 tháng 12, chính phủ Mỹ đã công bố gói vũ khí 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, gói viện trợ cuối cùng trong quỹ khả dụng của Washington. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ bao gồm một số vũ khí và trang thiết bị như tên lửa cho các hệ thống phòng không đạn chống tăng, đạn pháo 105mm và 155mm, đạn của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 15 triệu viên đạn dành cho vũ khí cá nhân các loại. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken viết, tôi kêu gọi Quốc hội Mỹ phải hành động nhanh chóng, càng sớm càng tốt để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia thông qua việc giúp Kiev tự bảo vệ và đảm bảo tương lai của chính họ. Ngay sau đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quan chức Andriy Yermak trong một bài đăng trên mạng xã hội X đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền Mỹ về gói viện trợ trên và nhấn mạnh Kiev sẽ chiến thắng. Tổng thống Joe Biden coi ủng hộ Kiev là một ưu tiên của mình, trong bối cảnh vũ khí và hỗ trợ tài chính của Mỹ đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine trong xung đột với Nga. Ông Biden cảnh báo Nga có thể tấn công quốc gia thành viên NATO sau khi giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Biden, các thành viên của Đảng Cộng Hòa cánh hữu vẫn chần chừ trong việc viện trợ. Họ từ chối duyệt chi khoản viện trợ mới cho Ukraine nếu Đảng Dân Chủ không đồng ý siết quy trình chống tình trạng di cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam nước Mỹ. Vài ngày trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã nói rằng đợt viện trợ quân sự sắp tới của Mỹ sẽ là lần cuối cùng vì Nhà Trắng sẽ hết quỹ vì có thể sử dụng cho Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định nếu phương Tây ngừng viện trợ, Ukraine sẽ mất khả năng ngăn chặn quân đội Nga. ISW nhận định sự hỗ trợ an ninh của phương Tây đã giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và giành lại một phần lãnh thổ. Khi chiến sự chuẩn bị bước sang năm thứ ba, Ukraine ngày càng khó chiếm ưu thế trên chiến trường. Niềm hy vọng về một chiến thắng được cho là đang dần mờ nhạt và mọi sự chú ý lúc này đều tập trung vào việc làm thế nào để ngăn chặn quân đội Nga giành thêm lãnh thổ. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến các chỉ huy quân đội và người dân ở các khu vực tiền phương đều không thể biết chiến sự sẽ kéo dài đến khi nào thì kết thúc. Đại tá Roman Kostenko là chỉ huy một đơn vị tham chiến ở tỉnh Kherson và cũng là thành viên Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine cho biết. Hiện tại, việc Ukraine giành được chiến thắng ở mặt trận gần như là không thể. Cuộc xung đột có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa. Nga có đủ nguồn lực để làm điều này và người dân của họ sẵn sàng chấp nhận thực tế đó. Tâm trạng chung ở Ukraine là chấp nhận thực tế nghiệt ngã trên chiến trường, nhưng dường như không ai bày tỏ tâm lý đề cập đến việc đầu hàng. Tuy nhiên, bầu không khí hiện nay đang rất khác so với cùng kỳ năm ngoái, khi hàng loạt thành công bất ngờ trên mặt trận phía đông và phía nam Ukraine đã nhen nhóm lên hy vọng về chiến thắng đang đến gần. Trong khi đó, ngày 19 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang chiếm thế chủ động ở Ukraine và đã có được những kinh nghiệm quân sự tuyệt vời, trong khi Ukraine chịu tổn thất nặng nề và lãng phí phần lớn nguồn dự trữ của họ. Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân ngày 14 tháng 12, Tổng thống Nga cũng nhắc lại mục tiêu của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine, điều Kiev kiên quyết bác bỏ. Không ít nhà phân tích cho rằng cuộc đối đầu Nga-phương Tây và xung đột Nga-Ukraine sẽ có những chuyển biến trong năm 2024, khi cả Nga và Mỹ đều tổ chức bầu cử Tổng thống, EU cũng tiến hành bầu cử Nghị viện châu Âu. Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Dorian Mizrosnik, cho rằng với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, các cuộc đàm phán thực chất sẽ là giữa Nga và các nước phương Tây đang hỗ trợ Kiev.
Vấn đề là các bên phải có thiện chí sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và phải coi việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu. Bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga thông báo doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của nước này đã gần hồi phục so với thời điểm trước khi chiến sự với Ukraine bùng phát. Cụ thể, trên kênh truyền hình Russia 24 TV hôm 27 tháng 12, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã thông tin chi tiết về khoản doanh thu năng lượng của Nga trước vòng vây kìm kẹp từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Novak cho biết, số tiền thu được từ xuất khẩu dầu khí của Nga đã đóng góp khoảng 100 tỷ đô la Mỹ, tương đương 9.000 tỷ rúp vào ngân sách nhà nước trong năm nay. Mức thu này gần bằng mức doanh thu được ghi nhận vào năm 2021 trước cuộc xung đột Ukraine. Cũng theo ông Novak, hơn một nửa tổng doanh thu xuất khẩu của Nga đến từ lĩnh vực năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng, việc bán dầu khí và khí đốt đảm bảo thu nhập ổn định cho ngân sách nước này. Ngành năng lượng của Nga đóng khoảng 27% vào tổng sản phẩm quốc nội GDP. Tiền thu được từ dầu khí chiếm gần 57% tổng doanh thu xuất khẩu của cả nước. Trong đó, một nửa lượng năng lượng xuất khẩu của Nga trong năm nay đã sang Trung Quốc và thị phần của người mua hàng Ấn Độ cũng tăng lên 40% trong vòng 2 năm qua. Mặt khác, thị phần của châu Âu trong xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm 90% trong 2 năm qua, từ 40% đến 45% vào năm 2021, xuống còn khoảng 4-5% trong năm 2023. Các công ty năng lượng của Nga đã chuyển hướng nguồn cung sang châu Á sau khi xuất khẩu sang EU giảm sút trong bối cảnh phương Tây áp hàng loạt các lệnh trừng phạt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc nghi bị phá hoại cũng ảnh hưởng tới xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu. Các nước G7 và EU năm ngoái áp trần giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 đô la Mỹ trên một thùng. Những hạn chế tương tự đã được đưa ra vào tháng 2 đối với việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Các biện pháp này nhằm làm giảm đáng kể lợi nhuận của Moscow từ năng lượng nhưng không làm gián đoạn nguồn cung thị trường dầu khí. Tuy nhiên, Nga tuyên bố các biện pháp này không có hiệu quả và họ sẽ không cung cấp năng lượng cho các nước áp giá trần với sản phẩm của họ. Ngày 14 tháng 11, Financial Times dẫn nguồn tin từ giới chức phương Tây cho biết không có một thùng dầu nào của Nga được bán với giá dưới mức 60 đô la Mỹ trong những tháng qua. Doanh thu từ năng lượng được xem là một trong những yếu tố có thể giúp Nga có được tiềm lực kinh tế để duy trì cuộc chiến tiêu hao khi họ đã bị áp 17.500 lệnh trừng phạt, trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất trên thế giới. Nhật Bản đang dần chứng tỏ năng lực của mình trong cuộc đua chinh phục không gian vũ trụ. Theo thông tin từ cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, tàu thăm dò mặt trăng SLIM của Nhật đã đi vào quỹ đạo mặt trăng và sẵn sàng cho bước tiếp theo là hạ cánh. JAXA cho biết, quá trình hạ cánh xuống mặt trăng của tàu SLIM dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng 12 giờ sáng theo giờ Nhật Bản vào ngày 20 tháng 1 năm 2024. Quá trình hạ cánh kéo dài khoảng 20 phút. JAXA cho biết, sứ mệnh sẽ là cuộc hạ cánh có độ chính xác cao chưa từng có trên mặt trăng, so với các tàu thăm dò trước đây từng hạ cánh ở cách mục tiêu từ vài km đến trên 10 km, thì sai số của tàu SLIM chỉ giới hạn ở mức dưới 100 mét. JAXA cho biết trong một tuyên bố rằng đây là bước ngoặt đánh dấu nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm kéo dài hơn 20 năm qua của các nhà khoa học Nhật Bản. Tàu đổ bộ thông minh khám phá mặt trăng SLIM còn được gọi là súng bắn tỉa mặt trăng vì nó có khả năng hạ cánh trên bề mặt cách mục tiêu dự định ở khoảng cách dưới 100 mét. Đây là một sai số rất ấn tượng. Nếu cuộc đổ bộ thành công, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia thứ 5 hạ cánh thành công tàu thăm dò trên mặt trăng. Trước đây, điều này đã đạt được bởi Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc và Ấn Độ. Tàu thăm dò mới của Nhật Bản không giống như các tàu tiền nhiệm, vốn hạ cánh cách mục tiêu dự định trong bán kính vài km, cự ly đổ bộ mới có sai số ước tính không quá 100 mét, điều mà trước đây bị xem là không thể. Một trong những người đứng đầu dự án tại JAXA hy vọng rằng độ chính xác của SLIM sẽ giúp việc lấy mẫu lớp băng vĩnh cửu trên mặt trăng trở nên dễ dàng hơn. Điều này sẽ đưa các nhà khoa học đến gần hơn tới việc khám phá các mỏ nước có thể hiện diện trên mặt trăng. Một chính trị gia Malaysia đã bị nhiều người chỉ trích là vô cảm sau khi lãng mạn hóa trận lũ lụt làm hơn 27.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Straits Times, ngày 25 tháng 12, tiến sĩ Asman Ibrahim là ủy viên hội đồng điều hành bang Terengganu, phụ trách về nông nghiệp, công nghiệp dựa trên nông nghiệp, an ninh lương thực và hàng hóa, đã đăng một đoạn video gây tranh cãi lên tài khoản của mình ở mạng xã hội X. Đoạn video cho thấy ông Ibrahim lội qua nước lũ và mỉm cười khi thấy hai thanh niên đi xe máy kéo theo một cậu bé cưỡi nắp nhựa lướt trên mặt nước để giải trí. Ông Ibrahim viết trong chú thích rằng, ký ức thời thơ ấu, hãy tận hưởng tuổi thơ. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi cũng muốn quay lại thời điểm này.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi chia sẻ, đoạn video đã thu hút 2,6 triệu lượt xem. Các chính trị gia, công chúng cho rằng bài đăng của ông là không thích hợp trong tình hình hiện nay. Trong vài ngày qua, mưa xối xả đã làm ngập 6 bang của Malaysia là Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor và Sabah. Bang Terengganu là quê hương của tiến sĩ Ibrahim cùng với bang Kelantan lân cận bị ảnh hưởng nặng nhất, chiếm hơn 95% số người sơ tán. Một nghị sĩ bang Johor là Marina Ibrahim nhận xét, một bài đăng vô trách nhiệm, những người khác có thể đọc bài đăng đó và cảm thấy chơi cùng lũ không sao, đó là một trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu ai đó chết đuối hoặc điều gì đó không may xảy ra thì sao? Một cư dân mạng có nick là KA7 nhận xét, việc một chính trị gia bình thường hóa lũ lụt là một điều kỳ lạ. Người này nói, đáng ra, ông ấy nên khuyên mọi người rằng chơi đùa trong nước bẩn có thể bị ốm. Một người dùng X khác có tên Long Tenuk Tegolek chỉ trích tiến sĩ Ibrahim vì ông dường như không quan tâm đến những khó khăn kinh tế mà người dân phải đối mặt. Tài khoản này cho biết, mọi người đang trải qua thời kỳ khó khăn và ông lại hồi tưởng về thời thơ ấu của mình. Biển Đỏ là vùng nước duy nhất tiếp giáp kênh đảo Suez về phía Nam, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao thông quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tàu bè đi qua tuyến Biển Đỏ đang chuyển hướng vì lo ngại bị tấn công trong cuộc chiến ở Gaza. Ngày 28 tháng 12, hãng tin Bloomberg dẫn dữ liệu mới của ngành vận tải biển cho thấy một nửa đội tàu container thường xuyên đi qua Biển Đỏ và kênh đảo Suez hiện đang tránh tuyến đường này vì nguy cơ bị tấn công. Flexport đã tổng hợp dữ liệu cho thấy 299 tàu có tổng sức chở 4,3 triệu container đã hoặc có kế hoạch thay đổi lộ trình qua Biển Đỏ. Con số này cao gấp đôi so với một tuần trước và tương đương với khoảng 18% công suất toàn cầu. Trong khi đó, dữ liệu của công ty giao nhận vận tải Thụy Sĩ Kino Nagen International cho thấy, tính đến ngày 27 tháng 12, đã có 364 tàu với sức chở 5 triệu container đang vòng qua châu Phi, tiếp tục tăng so với 314 tàu vào ngày 22 tháng 12. Vận chuyển hành trình vòng qua châu Phi có thể mất nhiều thời gian hơn 25% so với việc sử dụng lối tắt kênh đảo Suez giữa châu Á và châu Âu. Điều này đồng nghĩa với chi phí vận chuyển sẽ tốn kém hơn, dẫn đến việc người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho mọi thứ từ thực phẩm đến dầu mỏ. Trong số đó, công ty Maersk có trụ sở tại Đan Mạch nằm trong số ít công ty đi ngược lại xu hướng này khi chuẩn bị đưa tàu quay trở lại tuyến vận tải qua Biển Đỏ. Quyết định được đưa ra sau khi Mỹ lập liên minh bảo vệ tàu thuyền tại khu vực này. Theo hãng tin Reuters, trong 10 ngày qua, chỉ khoảng 26 tàu của công ty này đi vòng qua châu Phi. Ngược lại, công ty Hapag-Lloyd khẳng định sẽ tiếp tục tránh đi qua Biển Đỏ. Kể từ tháng 10 năm 2023, nhóm Houthi, lực lượng kiểm soát phản đối Yemen đã tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ mà nhóm này cho rằng có liên quan tới Israel hoặc đang đi đến Israel, thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza. Một số tàu đang cố gắng thể hiện thái độ trung lập khi tiếp tục sử dụng tuyến vận tải này, chẳng hạn phát tín hiệu rằng họ không liên quan với Israel. Hiện tại, sự gián đoạn hàng hải ngày càng tăng sau khi Houthi thực hiện hơn 100 cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ qua tháng này. Dữ liệu của công ty Corazon Resort cho thấy, lượng tàu đến vịnh Aden đã giảm 40% trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 so với mức trung bình trong nửa đầu tháng. Trong đó, lượng tàu container giảm 87%, tàu chở xăng khoảng 30% và tàu chở ô tô khoảng 25%. Trong khi đó, tại khu vực kênh đảo Suez, lượng tàu giảm khoảng 45% trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 đối với các tàu đi về phía Nam. Ngày 27 tháng 12, Bloomberg đã công bố danh sách 500 tỷ phú hàng đầu cho thấy những người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu hơn trong năm qua. Khoảng 77% tỷ phú có tên trong danh sách, có tài sản tăng trong khi những người khác phải chịu những tổn thất nhất định. Đứng đầu trong danh sách không ai khác là tỷ phú công nghệ CEO của mạng xã hội X, kiêm sở hữu hãng xe điện Tesla, Elon Musk. Đầu năm 2023, ông vẫn là người giàu thứ hai thế giới sau khi là tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong năm 2022 trong thương vụ thâu tóm mạng xã hội Twitter, mà giờ là mạng xã hội X. Từ khoảng tháng 4 cho đến hết năm 2023, ông lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới và tăng thêm 108 tỷ USD vào tài sản. Năm nay, Musk chủ yếu dành thời gian cho X, tuy nhiên tài sản của ông vẫn tăng mạnh nhất thế giới nhờ Tesla và SpaceX. Cổ phiếu hãng xe điện Tesla đã tăng hơn 100% từ đầu năm. Công ty hàng không vũ trụ SpaceX cũng được định giá tới 150 tỷ USD hồi tháng 7 nhờ hàng chục vụ phóng tên lửa thành công trong năm nay. Đứng thứ hai là ông chủ Meta, Mark Zuckerberg.
Năm 2022 rất khó khăn với Zuckerberg, với giá cổ phiếu giảm, lợi nhuận giảm và các đợt sa thải quy mô lớn. Tuy nhiên, năm nay 2023, người đàn ông thường được gọi là Mark Swan có thêm gần 75 tỷ USD tài sản nhờ Meta ăn nên làm ra. Cổ phiếu công ty mẹ Facebook đã tăng 178% từ đầu năm trên đà ghi nhận năm tốt nhất đến nay. Chiếm vị trí thứ ba là Jeff Bezos. Cổ phiếu Amazon năm nay đã tăng gần 80%. Việc này giúp tài sản của nhà sáng lập Amazon tăng 65 tỷ USD. Amazon xuất phát điểm là website bán sách, sau đó họ dần mở rộng sang mọi ngành hàng, tạo ra hệ thống logistics, trải khắp toàn cầu và trở thành gã khổng lồ về công nghệ như điện toán đám mây. Chỉ hai trong số 10 người có khối tài sản tăng mạnh trong năm nay không đến từ nước Mỹ là ông chùm năng lượng và hóa dầu của Indonesia, Prayogo Pangestu, người có khối tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong năm tính theo tỷ lệ phần trăm với mức tăng hơn 900%. Năm nay, ông đã niêm yết hai công ty lên sàn chứng khoán Indonesia, một về khai mỏ và một về năng lượng tái tạo. Người còn lại là Amancio Ortega, ông chùm người Tây Ban Nha, đứng sau hãng bán lẻ thời trang Zara. Cổ phiếu hãng thời trang nhanh Tây Ban Nha, Inditex, công ty mẹ Zara, đã tăng 57% năm nay lên mức kỷ lục mới. Nguyên nhân là nhu cầu sản phẩm tăng mạnh và Inditex đạt lợi nhuận kỷ lục. Trên thực tế, trong số 15 người đứng đầu, chỉ có một tỷ phú duy nhất giảm tài sản là tỷ phú Ấn Độ, Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn Adani. Giá trị tài sản ròng của ông giảm mạnh 36,3 tỷ USD xuống còn khoảng 84,3 tỷ USD. Điều này khiến ông bị loại khỏi top 10. Khoản lỗ lớn nhất tính theo giá trị tuyệt đối của ông trong năm nay là hệ quả của vụ bê bối lớn xung quanh đế chế Adani khi doanh nhân này bị buộc tội gây ra vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử công ty và thao túng cổ phiếu trắng trợn. Tuy nhiên, công ty này đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.